Kính chào anh em cầu thủ nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 2, Sóc Hòa Tiger xin lên một cái lô cận lua. Vô này là lua cá và lua mực nha anh em, hai dòng, dòng squid và dòng fish. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em tên Hoàng. Thì đầu tiên em xin lên mã thứ nhất. Anh thì mỗi đơn hàng của bên em á thì nó sẽ rơi vào cái phí vận chuyển là rơi vào khoảng từ 30, 40, 50. Thì anh em thông cảm mình em với phí vận chuyển nha. Còn những cần dài thì anh em dáng cố gắng, nếu mà ở vùng biển, vùng tỉnh á, thì em xin gửi xe về á. Thì thứ nhất là nó nhanh, thứ hai nó rẻ và phí vận chuyển nha anh em. Giờ em xin lời mã thứ nhất. Mã thứ nhất của em là một cây Shimano 502 ULS. Cây này thích hợp cho anh em câu suối. Cái này câu suối và câu ngâm bè. Cái này có thông số là 1,5 nha anh em, 2 khúc. Chất liệu là gam thiếp. Nó rất nhạy cá nha. Độ cứng vừa phải nè, nó không có mềm quá nè. Nó không có đây. Rất dẻo nha anh em. Đây nè. Cho anh em nào quýnh suối. Đó, anh em quýnh suối và anh em ngâm bè, ngâm cá bè nha anh em. Giờ gì hành cháp. Mã S1 này có cân nặng là 108g, còn 1 ly 8. 1,5 m, quýnh từ 2 đến 7 gram, thông số rất đẹp nha anh em. 5 feet 1,5 m. Bass One. Rồi cái này có giá là 550k. Những cái dòng này rất là bền nha anh em. Anh em câu ngâm, anh em câu suối, anh em câu bờ bụi thì rất là ngon, rẻ nữa. Kế tiếp là mã S2. S2 là một cây cọt bi dông 2551, 1,65 m, 2 khúc, quýnh từ 2 đến 12 gram, 4 đến 8 dB, mạch in da băng, phôi sẵn hải da rất đẹp nha anh em. Dòng có dòng da băng thì hiếm, giờ bây giờ thì những cái dòng ngắn ngắn thì rất hiếm nha anh em. Rồi, cái này có hai dạng. Dạng thứ nhất là anh em gắn cái máy nhỏ thì anh em gắn chữ S rồi nha. Máy lớn anh em rút ra, anh em xoay qua chữ L để cho máy chân máy lớn nha anh em. Thì mã 2 này có cân nặng là 190g, ngọn 1,5 l, giá là 1,7 triệu nha anh em. Kế tiếp là mã số S3. S3 là một cây Marozak cây 662M, quýnh từ 1/4 đến 3/4 OZ, quýnh từ 3 đến 10 đến 16 liều. Ở đây thì nó bị cái bữa cái ngón tay của em dính keo quá, em cặp để vô cây nó dính luôn nha, em dở ra cái này nó bị keo nha anh em nha. Anh em thông cảm cho em vấn đề cái chỗ này nha. Đó, nó bị nè, cái tay em để nè, nó vừa y luôn. Dính kêu em chùi kéo gác, em cầm cái cần lên dính kịch. Giờ em chùi ra nó mờ mờ vậy nha anh em. Giờ cái này có khoen là khoen buji xít. Cái này thông số rất đẹp để cho anh em nào quýnh lóc chẻm nha anh em. Quýnh 1,98 m, quýnh từ 1/4 đến 3/4 OZ, quýnh 7-21g, 10-16 level. Khoen buji xít, độ cứng cái này rất là vừa phải nha anh em. Độ cứng độ nảy cái này rất là ngon. Rất ngon luôn nè anh em. Cái này cán bần nó bị khi mà về nó, em để hai cái khoen nó cấn vô đây, nó bị chút xíu ngay đây nha. Không vấn đề gì nha anh em, chút xíu bể cái bần. Thì anh em muốn em làm cái bần này thì em sẽ cố gắng em khắc phục cái bần này. Rồi, cái này có cân nặng là 122g bằng 2 ly, giá 1,5 triệu. Kế tiếp là S4, một cái siêu phẩm nữa của Daiko. Dòng Daiko thì nó ngon về phôi nha. Nó rất ngon về phôi, phôi nó rất là bền. Nè anh em, đây nè. Rất ngon. Cây này có thông số rất đẹp nha anh em. Daiko Master 662M, quýnh từ 7-20g, 7-21g, 8-16 lbs, da băng luôn. Cây thông số rất đẹp để cho anh em quýnh lóc chẻm nha. 2 khúc 1,98 m, rất đẹp nha anh em, thông số rất ngon. Thì những dòng này đời đầu thì nó được cái phôi rất là bền. Dọc Daiko này thì giá này nặng 125g, còn 1,8 l, giá em bán là 1 triệu nha anh em. Mà S5 là một cây tô, một cây pin lu SB1500 6,6, dòng Swimming Gun Lure 5-18g. Thì cái này nó rơi vào thông số khoảng ML, con chắc tô tại Nhật luôn nha anh em. Cái này hàng đúng nội địa luôn á anh em. Khoen buji rất đẹp. Đó, rất đẹp luôn nha anh em. Phôi sắn nè. Cái này quất rất ngon. Cái này ngon nha anh em. Cái này của anh em muốn chẻm, muốn lóc là rất là ok.
Dạ, giá cũng phải chăng nữa. Mã S5 này nặng 110g còn 21, giá chỉ 660k thôi. Nhanh em, cực đẹp. Cái mã S6. S6 của mình là một cây đây là S6. S6 rồi. S5. Không có 6 đâu. 1, 2, 3, 4, 5. Giờ không còn 6. Giờ không có S6 thì em chuyển qua S7 nha. S7 của mình là một cây Azin, dòng chuyên cho anh em quấn mồi cá sắt nha. Là thứ nhất con mồi giống con rít nhỏ nè, hai là con cá sắt Azin. Thì anh em quấn, anh em câu á, là nó nhảy về dương cá cháp, cá hành, cá măng, cá trống. Thì anh em quấn là cái kỹ thuật quấn là mình sẽ quăng ra. Mình quăng ra mình rít nhẹ nhẹ, mình búng cái đầu ngọn cần mình búng lên vậy nè anh em. Bụp bụp bụp. Đó mình quýnh lên mình hạ cho ngọn bụp bụp bụp. Thì khi quăng ra mình chờ con mồi xuống đáy cái nha, mình hãy quýnh nha anh em. Mã S7 này thì cái này khoen theo hãng dòng Akin của này, hãng là Faken gì đây, Faken A Akin Game Fishing SL Ray nha anh em. Thì cái này có thông số là 2m1, quýnh từ 2 đến 6 liệu 2 đến 6 gram, blue từ 1 đến 7 chứ, dây thì 2 đến 6, bè thì 0.2 0.4. Đó. Khoan theo hãng, cần cái này đủ cờ đồ, nó có đủ đồ đồ bún rất ngon nha anh em, cho anh em bún bún cá cháp hành đồ cắt rất ngon. Cá măng luôn. Cái này có giá là 700k nha, nặng 96g, còn 1,5 kg. Mã số F7. Cái mã S8. S8 của em là một cây Abu nữa. Abu 662M, thông số rất đẹp. Quýt từ 7 đến 21 gram, 8 đến 20 liều bèo. Abu Racin. Dòng này là Abu Bass Fly, khoen bass buji, cần rất đẹp nha anh em. Cái này thích hợp cho anh em mới chơi. Anh em có mới chơi với lại anh em đánh lóc chẽm nha anh em, cần vừa túi tiền. Đó. Cần độ cứng ngon nè. Độ cứng cái này vừa, không cứng quá, không mềm quá. Rồi, cái này có cân nặng là 114g, còn 2 ly giá chỉ 1 triệu. Cái mã S9. S9 là một cây 2 khúc nữa của Magosap. Cây này thích hợp cho anh em bún cá lớn nha anh em. Thích hợp cho anh em bún cá lớn. Đây. 2 khúc. Đây. Cây này có thông số là 2m1 cho anh em. Một cây Firecast Black Bass Fishing. Cây này thông số là 702S, quýnh từ 3/8 đến 3 OZ, quýnh 10 đến 84g, 14 đến 30 level. Thì cây này độ cứng nó khoảng cỡ MHH nha anh em. MHH nha, MH với H nó, hoặc là nó H cỡ H đó, mà mềm hơn H chút xíu. Nếu mà nó tính ra cái gọn của Simno mà cộng với dòng mà nó rơi vào khoảng cây 2703 thì nó nhỉnh cho đó cái đó nha anh em. Rồi cái này có cân nặng 147g, gọn 21, giá là 1,4 triệu. Cái mã số 10. Mã số 10 là một cây 2 khúc nữa của Ryobi 226L. Cái này mềm để cho anh em nào thế nào, anh em có thể lùi suối nè, anh em có thể là quýnh bè được luôn nha. Khoen mắt buji rất đẹp nè anh em. Cái này có thông số là 2260L, quýnh từ 1 đến 4g, 2 đến 6 liều bèo. Mới tin luôn trong hộp luôn nha anh em. Khoen mắt buji. Cái này có cân nặng 110g, ngon 1,5 kg, giá 600k. Giá rất tốt. Kế tiếp nữa là một cây của tay quạt rất đẹp nha anh em, bao nhung hàng cao cấp nha, hàng cao cấp
Được đẹp. Đây nè anh em. Cái này là dòng cây sân, tay quạt cây sân, bao nhung rất đẹp. S11 này. Anh em thấy vỏ bát rất đẹp không? Cái này là dòng này là nu thiệt nha anh em. Cái này nu thiệt á. Cái này đó, đây là gỗ nu thiệt nè. Anh em nhìn có hoa văn trên cần nè. Cần rất đẹp nha anh em. Cái này có thông số là 76MHS. Quýnh từ đây. Varos Water rất đẹp nha anh em. Khoảng Fuji Seed phôi xoắn rất đẹp. Mở 99% luôn. Cái này có thông số là mát 28g, mát 14 level thì nó thích hợp cho anh em quýnh chẽm nha. Cái này độ cứng MH nhưng mà nó cứng vừa nha anh em. Thì nó dạng như reel là giữa phát và reel thì nó sẽ công đều. Để cho anh em là bắt con cá chẽm nó không bị bung nha. Đó, dòng này dòng rất này hay, nó làm thiết kế rất hay. Thì cần này có cân nặng 155g, ngọn 1D7, giá em bán là 3,2 triệu. Đầu năm em sẽ lọc cây này cho anh em luôn nha. Anh em mua thì nếu mà mua thì liên hệ em. Thật sự mua thì em sẽ bớt cho anh em chút cà phê khi cái này. Kế tiếp nữa là mã số 12. Mã 12 là một cây Shimano Handlocker SS78MH+ nha anh em. Như bao zin còn này, cái còn của bao zin đó. Cái này có bao zin nha anh em. Đây. Bao zin có. Thì cái này có thông số là quýnh từ 8 đến 40g, 6 đến 16 level, mã B2 78MH+ nha. Cái này cứng nha anh em. Để thích hợp cho anh em một quýnh lóc chẽm nha. Khoen Fuji Seed, cái này đời 2022 nha, bass C4+, cực rất đẹp. Rồi, cái này có giá là 3,900k, bao zin còn nha anh em. Đó, kế tiếp nữa là mã số 13. Cái này là một cây Handlocker S783MH nha anh em. Đây, MH. Thì cái này thích hợp cho anh em là quýnh lóc chẽm luôn. Lóc gọi là lóc lũ chống. Rồi, cái này có thông số là quýnh từ 8 đến 32g, 6 đến 12 level nha anh em. Rồi cái này có giá là 3 triệu. Rất đẹp. Nha anh em. Cực rất đẹp. Kế tiếp nữa là một cây lưu mực nha anh em. Này dòng tới em dòng là dòng lưu mực nha. Một cây CPA SS C4+ rất đẹp nha anh em. Dòng này chuyên anh em quýnh mực lá. Anh em mực lá thì những cây này rất là đẹp. Giờ mực lá đang vô bờ rất là nhiều nha anh em. Cần rất đẹp nha anh em. Rồi cái này là thông số là 803m 8.3, 2m49, quýnh EG từ 2.5 đến 4 nha anh em. Đây, cần rất đẹp. Đây, bát sơ 4+. Rồi cái này có giá nặng 107g, ngọn 1.6, giá là 3 triệu nha. Có hộp zin. Kế tiếp nữa là một cây S14 không? S14 là cây CBA SS tới S15. S15 là một cây CBA BB dòng khoen xích nha anh em. Dòng này là dòng cũng hàng ngon nha anh em. Cái này là SS thôi, SSA thì không bằng cây dòng BB này, không bằng dòng SS nè, thua một cấp nha anh em. Thì dòng này có thông số là S83M luôn nha anh em, y chang cái kia luôn nha, nhưng mà dòng thấp hơn thì cho anh em vừa túi tiền hơn nha anh em. Rồi cái này có cân nặng là 118g, ngọn 1D8, giá là 1,8 triệu nha anh em. Cực rất đẹp. Kế tiếp nữa là một cây mã số 15 nha anh em. Còn đây là 16, đây là 15 nè. Còn tới mã số 16 là một dòng thấp hơn chút xíu nữa nha anh em. S86M. Cái dòng này là dòng BB, không có A. Đó, khoen buji phôi sắn rất đẹp. Đây. Thì dòng này chỉ cái này có cân nặng 104g, ngọn 1.6. Quýnh từ 2 đến 4 BE, AGI quýnh từ 2 đến 4. BE quýnh 0.5 đến 1 luôn nha. Cái này lại made in Indo mới ngon chứ. Rồi, cái này có thông số là
S86 2m58. Giá cái này em bán là 1.500.000 nha anh em. Rồi cái tiếp nữa là một cây mã số 17 là một cây Shimano nữa, S90MH nha anh em. Quýnh EG từ 3 đến 4. Cái này chuyên bộ số số series 5333 13, tưởng đâu 5 con số 3 chứ. Quýnh bè quýnh line là 0.8 đến 2. Cái này thích hợp cho anh em vừa có thể là lua mực, có thể là kết hợp lua được luôn nha anh em. Nó dàn khoen này có thể thay đổi là lua được luôn nha anh em. Cái này cũng cứng. Đó, cái này có cân nặng là 123 g cộng 1 ly 8, giá 1.800.000 nha anh em. 1.800.000. Cần rất đẹp. Shimano. Kế tiếp nữa là một cây Lunatic. Đây nè, em sẽ cho nó, cái này là hàng đúng nội địa luôn anh em. Cái hãng này hãng độc lắm anh em. Cái hãng này nè, hãng Lunatic nè, chi xét đây nè. Cái này khoen titanium luôn. Cái hãng này giống như dạng đi thủ công vậy đó. Nó làm logo rất đẹp. Đây nè, nó địa không nè anh em thấy không. Nè, bấm vô là nó ra cây là cây nội địa nè anh em. Chuẩn nội địa luôn nè. Ngon chứ. Rồi. Em tra lên á thì cái cây này nó quýnh thông số rất là hay nha anh em. Nó là cây lưu mực khoen titanium. Cái khoen này là khoen titanium nha anh em. Thì đây. Titanium full nè. Đó, cái này quýnh thông số là từ 2 đến 3.5 BE max 1 8,5, 1 m, 2 m 55 nha anh em. Đó, anh em có thể tra lên cái thông số trên cái hãng này. Cái này quýnh rất là cảm giác, rất sướng nha anh em, rất đẹp. Dòng nội địa trắng sơn đỏ, rất là hay. Rồi, cái này em bán là 1.800.000. Mình tới kế tiếp nữa là một cây siêu phẩm, một cây lùa máy ngang nữa của Shimano cọt bi dông 1703. Này thích hợp cho anh em là quýnh cá lóc nha anh em. Lóc anh em nãy lóc thì khá là ngon này. Rồi, cái này có thông số là 1703R2, giá cái này từ quýnh lùa từ 10 đến 40 gram. Đây mình nhìn đồ cần rất đẹp. Cây này có cân nặng 140 g, mã số 19 S19. Đó, cái này em bán là giá là 3.7 triệu nha anh em. Còn bây giờ cây này không có bao, em sẽ tặng một cái bao riêng nha. Nó 3.7 triệu cho cây cọc bi dông này, rất là vừa tay vừa túi tiền nữa. Đó, bền ngon bổ rẻ. Kế tiếp nữa là một cây hiếm nữa nha anh em. Anh em thấy cái độc của Zenith nè. Một cái lua của Zenith. Cái này em nghĩ. Đây. Một cây Rahausin 92 3G Bullet. Cái khoen của nó là khoen khoen gúp rút riêu nha, style nè, cái khoen nó rất lạ. Nên anh em nhìn cái khoen của nó nè, đó. Titanium nha anh em. Rất lạ. Thì dòng xe nát này thì em sẽ cho anh em có thông số 9.2, 2m76. Cái này kinh hồn anh em. Cái này nếu mà thật sự luôn, anh em nè mà chuẩn á,
anh em nếu mà thật sự ngon anh em quýnh cá chép á, cái này một trong những cây mà em nghĩ là quýnh cá chép là kinh hồn nhất nếu anh em chơi, tại cái phôi nó rất là ngon. Mình về mình chỉ có làm thì anh em muốn chơi ngon nữa lên buộc hàng titan ra dây, tại em lấy cái này mục đích của em á là em lên cái phôi này để quýnh cá chép, anh em hiểu không? Đó, chứ cây này hãng là hãng thủ công nội địa chứ. Nghe nè, thì em sẽ tra cho anh em thông số, thì thần green zenith nó sẽ không có để thông số trên cần nha anh em. Đây chuẩn là cây em luôn nè nha anh em, giá 10 triệu mấy đó anh em. Nè, cái thông số của nó nè. Ủa nó mất tiêu rồi. Điền thì chưa. Nó không có để thông số trên cần đâu, nó phải mình anh em muốn xem á là phải vô cái trang chuẩn của Zenith đó và bấm lên mới ra được cái thông số của nó. Đó, riêng Zenith là vậy. Một ID của một người Nhật chỉ mua được một cây thôi nha anh em, là mua được một cây trên một mã đó thôi. Zenith làm rất là độc. Anh em trai chưa? Quýnh từ 10 đến 24 gram. Đây, lua từ 10 đến 40 gram, 2m8. Nha anh em, 2m8. Quen Buzi Seed Titanium. Thì cái này anh em vừa chơi vừa sưu tầm, độc. Thì anh em muốn kết hợp, nếu mà làm lại câu cá chép thì em nghĩ là rất là ngon. Đó nha anh em. Bây giờ khoen của nó nè. Nó đi khoen rất là khích nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 cái khoen. Đó, riêng xem đó. Nè, anh em gì chơi vừa sưu tầm nha. Cái này em sẽ bán giá là rất là thiện chí cho anh em là 4 triệu 3, bao xin còn. Nó ngoại hình như thế này nè anh em. Thì những cái này để em anh em vô máy vệ sinh cái này trắng tươi, những cái này nè, vệ sinh một cái là trắng tươi. Đây là hàng độc nha anh em. Này ba giá mới của 10 cỡ 10 triệu á. Kế tiếp nữa là một cây APA 77 MH Natural 7 rất là đẹp. Cái này có thông số là 2m31. Quýnh thích hợp cho anh em muốn lóc nha, cây này cứng nha anh em, lóc với chẻm lớn đó, 2m31, quýnh từ 12 đến 42 gram, khoen Buzi Seed Titanium đó, cần rất đẹp, bao zin còn. Cây này em bán giá là 6 triệu nha anh em, 6 triệu, em bán giá tốt cho anh em luôn. Cây này không bên kia bán không dưới 6,5-7 triệu luôn. Rồi kế tiếp nữa là một cây Lapagi của APA 85MH, mới tinh luôn nha anh em, cái này mới tinh. Rồi rồi cái này em bán là giá là 7 triệu nha anh em. Cái này thông số là 2m55, thích hợp anh em muốn chẻm nha, chẻm lóc ruộng á. Kế tiếp nữa là mã số 23 là một cái ABA 100H, thích hợp cho anh em nào quýnh hàng nặng, quýnh anh em nè bạc cá ngừ nè, anh em quýnh cá thu nè, anh em quýnh cá lóc rừng nè, anh em câu ngâm cá cha nè. Đó là cây này nó đáp ứng được nhu cầu cho anh em nha anh em. 100MH 3m05 đó, quýnh mát 100g, be mát 5 nha anh em, cái này đủ điều kiện. Thì giá cái này em bán này nặng 384g, ngọn 3,5 ly, giá là 5 triệu. Kế tiếp nữa là mã số 24 là một cây siêu phẩm nữa của Daiwa, một cây Daiwa Over There này, 4 khúc. Cái này thích hợp cho anh em đi du lịch lua gần nha, lua lên câu tàu luôn, rất là đẹp. Khoen Agate, cái này có thông số là quýnh từ 10 đến 50g nha anh em. Squid quýnh từ 10 đến 45g. BE 0.8 đến 2. Quen Buzi AGS nha anh em. Đây, rất đẹp.
bao zin còn này. Rồi cây này có cân nặng chỉ 170g, còn 2 ly giá là 7 triệu nha anh em. Kế tiếp nữa là mã số 25. 25 là một cây siêu phẩm nữa cho anh em là quýnh gệt nha, quýnh cá thô, cá GT, rồi cá mạp gệt. Cây này là có chiều dài là 3m12 2 khúc của MC quật Medusa. Thì dòng Medusa này ngon nha anh em. Đây, Medusa có tôm MC quật rất đẹp nha anh em. Thì cái này có thông số là quýnh BE mát 46, 40 đến 140g, đá 9kg, bên da băng nha anh em. Đây, phôi của nó rất ngon. Thì cái này cho anh em nào quýnh lóc thiên nhiên này kia, rồi đem rồi đi gần đồ cũng rất ngon. Rồi cái này có cân nặng là 382g, ngọn 3 ly 1, giá là 7.8 triệu nha anh em. Medusa MC World. Cái tiếp nữa là một cây mã số 26 nữa, một cây Blue Nisper của Yamaga. Thì cái này thích hợp cho anh em nào quýnh thì lúc trước ngày trước tụi em quýnh hay quýnh lan sen, quýnh lan sen với là quýnh ung minh nha anh em. Quen Buzi Xích. Thì cái này có thông số rất đẹp, 3m18, quýnh từ BE mát 35, mát 120g, khá đẹp nha anh em. Đó, đá 8kg, mát ninja băng. Thì Yamaga Blue này, Lipper này, ngày xưa anh em nào ở dân Long An thì chắc chắn đều có cây này. Em nghĩ là đều phải có. Giá lúc trước cả 10 triệu cây đó em. Anh em, rồi cái này giá là 6.5 triệu nha anh em. 6.5 triệu. Rồi cuối cùng em xin lên một sản phẩm mới, sản phẩm siêu phẩm nữa của em, một cây Shimano Limited S2 mới, gần như mới full luôn nha anh em. Cái là full luôn, là hộp sách đầy đủ hết đó nha anh em. S2 full rất mới, cái này hàng chân thì nó như đập hộp vậy, em nói anh em là như cái cần đập hộp đó. Dạ, mà S2 Ikeda Shimano Limited S2, cái này em bán là 9.2 triệu nha anh em, mới tin luôn. Rồi, cảm ơn anh em cần thủ, chúc anh em thủ một ngày mới vui vẻ.